Tập 832 phần 1 tên lửa bay của Shizuka. Ở trường đây khi Suji đang bàn về tương lai cuộc sống sau này với mấy đứa bạn, theo như cậu ta thấy thì trong tương lai gần sẽ có rất nhiều công ty chế tạo tên lửa ra đời. Shizuka có vẻ thích cái tương lai này, nhỏ dùng cặp mắt đầy hy vọng nhìn lên trần nhà, Nobita lại cảm thấy chẳng có gì thú vị. Shizuka thấy quá là thú vị luôn chứ, nhỏ cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc mình có thể bay ra ngoài không gian. Y như rằng Crash đề nghị cái gì là Nobita lại về hành Doraemon, cậu cảm thấy Shizuka rất đam mê với tốc độ và không gian, nhỏ muốn trở thành một phi thành gia dữ dội. Nhưng Ú cũng cần được quan tâm, vì hôm nay Ú có một cuộc kiểm tra thường xuyên nên phải trở về thế kỷ 22. Nobita nói rằng tối nay sẽ có một ngôi sao chổi to xuất hiện, Ú cũng đã nghe điều đó thông qua tin tức, có gì đâu mà xoắn. Nobita lại bật chế độ năn nỉ nói rằng Shizuka muốn đi vào vũ trụ để ngắm sao chổi. Và rồi cái mỏ không kiểm soát của cậu đã hứa cho nhỏ một vé ngắm cận cảnh luôn, đã vậy còn bán buôn khắp nơi cho Suneo biết. Trời đã tối mọi người tập hợp tại bãi đất trống, mấy đứa bạn không dám chớp mắt nhìn vào túi thần kỳ của Ú. Ú lấy ra một phiên bản tên lửa mini. Doraemon cầm nó chạy đến để vào một khoảng trống, tên lửa nhanh chóng biến hình thành một quả tên lửa siêu to khổng lồ, nhìn nó còn hoành tá tràng hơn cả đồ ăn của bà Tân. Mọi người đều phấn khích khi nhìn thấy tác phẩm siêu to khổng lồ này, Nobita dồn mọi sự chú ý hướng đến Shizuka, cậu vui mừng vì nhỏ có thể thực hiện ước mơ của mình. Ú hốt mọi người lên trên tên lửa, cánh cửa mở ra ngay lập tức làm cho mấy thanh niên há mồm ngạc nhiên, không gian khá là to. Suneo lại bắt đầu thể hiện sự sang chảnh của mình, cậu ta nói mình rất thích những nơi sạch sẽ, Shizuka cảm thấy ở đây quá là đơn điệu đó đa, không có tí hoa lá hẹ nào cả. Đôi khi Suji lo lắng về độ an toàn của tên lửa khi đưa vào hoạt động, tất nhiên là Ú rất là tự tin về độ an toàn 10 điểm không có nhưng của nó rồi. Thiết bị này là 10 điểm không có nhưng, Ú thắt dây an toàn vào không quên nhắc nhở mấy đứa bạn thắt dây an toàn vào để thắt chặt cái tính mạng của mình. Ú nói cách khởi hành nó quá là dễ dàng, Ú chỉ cần ấn vào cái nút màu đỏ này là tất thảy sẽ được bay cao bay xa, tí nữa họ sẽ bay vào không gian, nói là làm Ú ấn nút. Tên lửa xé toạc bầu không khí, xé toạc không gian khói bụi nghi ngút, nó bay lên bầu trời mang theo những gương mặt bẹo hình bẹo dạng bên trong do áp lực quá lớn. Tên lửa bay vút lên trời cao và dần đi vào ổn định, Nobita mở mắt ra thì ngỡ ngàng rồi vui vẻ khi thấy cảnh vật trước mắt. Jaien không biết họ đã đi vào không gian chưa, Ú nói bọn họ đang nằm trình hình trong không gian rồi, Ú điều khiển cần gạt lái tên lửa theo ý muốn của mình. Nobita cổ vũ Shizuka hãy thử cầm tay lái thỏa ước mơ phi công của mình, mọi người cùng đến bên cửa sổ để ngắm nhìn không gian bên ngoài. Trái ngược với sự ham hố hơi lố của mấy đứa bạn, Shizuka lại giữ khuôn mặt rất là thờ ơ, đôi khi Suji cảm thấy không khí đã không còn một chút áp lực nào. Ú thoải mái khoe về hệ thống 10 điểm không có nhưng của mình, nó đã cân bằng bây giờ bọn họ không khác gì ở nhà cả. Ú ngả ghế ra nghỉ ngơi, Ú bốc phét thả ga mà không biết về sự xuất hiện của Dorami. Cô bé bực bội vì ông anh không chịu đi khám định kỳ, Ú biện minh rằng mình cũng nhớ, nhưng vì Nobita bày việc nên giờ phải ở đây để làm không công. Cô bé tống cổ Ú đi ở đây nhỏ sẽ lo, Ú đi không quên nhắc mấy đứa bạn đừng báo, chơi đừng phá để dành Ú về chơi với. Mấy ni thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Dorimi thẳng tay tống ông anh về nhà. Cô bé bắt đầu tiếp quản việc của Ú, không muốn chê nhưng cũng phải chê nhỏ thấy rằng không gian tên lửa quá ư là cũ kỹ. Suneo thấy như này cũng được rồi hàng free nên không dám đòi hỏi, Dorami thấy đây là một sáng tạo lỗi thời, một thiết kế bình thường không có chút điểm nhấn nào. Mọi người bất ngờ trước sự góp ý không hề nhẹ của cô bé, cả bọn hiện lên những dấu hỏi chấm to đùng, Shizuka đột nhiên phát biểu ý kiến. Nhỏ thấy cá thiết kế này không làm mình phấn khích được, nhỏ muốn những thiết kế phải thật đa dạng và sáng tạo, đặc biệt là loè loẹt để con loè được đời. Sáng giờ Nobita không hiểu ý định của nhỏ, nhỏ không muốn trở thành một phi hành gia mà muốn trở thành một nhà thiết kế tên lửa. Dorami đột nhiên reo lên, nhỏ quyết định sẽ là một tên lửa thật là xinh xẻo, Shizuka hớn hở vui lây. Dorami lấy ra máy sản xuất cơ khí, nhỏ flex rằng chỉ cần đặt bản thiết kế vào bên trong. Chiếc máy sẽ tạo ra một tên lửa mang thương hiệu Shizuka, Dorami đưa một tờ giấy cho Shizuka bảo nhỏ cứ tự do bày vẽ, Shizuka vui vẻ nhận lấy. Nhỏ ngay lập tức vào việc, tay làm mùng không quên líu lo, cuối cùng cũng đã xong nhỏ reo lên đầy phấn khích. Mấy đứa bạn thấy vậy cũng đến xem ké nhưng Dorami không cho, cô bé bỏ bản thiết kế vào trong máy, Nobita lo lắng không có nguyên vật liệu để làm. Nhưng Dorami nói xung quanh vũ trụ có vô vàn những vệ tinh không còn sử dụng được nữa, vì vậy bọn chúng sẽ được tái chế, nếu không đủ dùng thì cô bé sẽ tháo luôn cái tên lửa của Doraemon ra. Mấy ní không bao giờ nghĩ đến trường hợp này luôn á, mấy được dựa chen nhau nhìn con tàu mà Shizuka thiết kế, Nobita bon chen mãi mới có chỗ để nhìn. Mọi người không hẹn mà tá hỏa khi nhìn thấy tên lửa mà Shizuka thiết kế, nó giống như một chiếc bánh kem vậy. Sau đó mọi người di chuyển vào bên trong tên lửa, những cánh cửa sổ được thiết kế thành hình trái tim này nọ, đôi khi Suji rất thích ý tưởng này. Nobita thấy chỗ này thoáng đãng nên tính nằm ở đây làm một giấc, Shizuka vẫn chưa thấy hài lòng với phần nội thất cho lắm. Dorami ngay lập tức lấy ra bảo bối máy ảnh thiết kế, Shizuka vẽ tranh xong rồi lại đưa cho Dorami, cô bé để ảnh vào trong máy.
Sau một cái nháy, bức tường xuất hiện những họa tiết lung linh, Jaien vô tình đi lọt vào khung hình cũng được điểm xuyến. Mọi người rất phấn khích trước giao diện này. Shizuka muốn thêm một số nội thất nữa, Dorami quyết định dùng đến máy chế tạo cơ khí, cô bé sẽ lấy nguyên liệu từ chiếc tên lửa của ông anh. Mọi người nhanh chóng tậu được những món nội thất mới, Nobita còn treo những chiếc đèn trăng sao này nọ lên, mọi người tất bật mãi cuối cùng cũng set cắp xong layout mang phong cách Shizuka. Tầng 1 dùng để ăn uống, tầng 2 là tầng không có trọng lực, mọi người có thể vui vẻ bay lắc thỏa thích, tầng 3 là tầng quan sát. Mọi người có thể nhìn thấy được không gian bên ngoài thông qua lớp cửa kính. Suneo trầm trồ trước thiết kế tỉ mỉ này, đôi khi Suzy thì tranh thủ ngắm những ngôi sao đằng xa. Shizuka cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, Nobita và Dorami cảm thấy như này đã là đỉnh của chóp rồi. Shizuka đột nhiên nghĩ ra, nhỏ hỏi mượn Dorami một bộ đồ không gian. Vậy là cánh được dựa đứng nhìn hai cô gái thể hiện, Dorami và Shizuka cùng kéo tấm vải đỏ, sau đó hình thành một cái nơ siêu to khổng lồ, mọi người cùng ngồi trên bàn thưởng thức không gian sang chảnh. Shizuka kéo cần điều khiển, tên lửa nhanh chóng lao đi, mọi người bất ngờ khi thiết kế của lớp vỏ ngoài như một miếng đệm, những mảnh vỡ ngoài không gian va chạm vào nó nhưng không đủ trình làm xước được tên lửa. Nobita hết lời khen ngợi Crash, tự nhiên mọi người bị thu hút bởi một thứ ánh sáng lồng lộn, đó chính là sao chổi, mấy ní vui vẻ đứng ngắm sao. Cuộc vui đến hồi kết thì Ú mới trở về, Ú nghi ngờ nhân sinh khi nhìn thấy tên lửa của mình đã trở thành một đống sắt vụn. Tiếng thét của Ú vang vọng trong dải ngân hà, nhưng chắc không thể vang đến được đến chỗ mấy đứa bạn đang hớn hở.